Cùng anh chị em tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Sau ít ngày, Chúa Giêsu trở về Ca-phác-na-um, nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tốn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng, vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy trỗi dậy vác chõng mà về, đằng nào dễ hơn. Nhưng để cho các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất. Người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, một bản văn tin mừng và một phép lạ rất tuyệt vời của Chúa Giêsu. Tôi xin mời mọi người cùng tôi phân tích một chút để chúng ta tìm về lòng thương xót và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô giữa lòng nhân loại, và Ngài cũng đang hiện diện giữa chúng ta. Trước tiên, chúng ta thấy Ma-cô cho chúng ta nhận ra rằng khi Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng thì bắt đầu người ta lắng nghe, người ta nhận thấy những công việc của Ngài làm, những phép lạ mà mấy hôm vừa rồi chúng ta đọc: phép lạ cho anh bất toại, rồi phép lạ chữa bà nhạc ông Phêrô, vân vân. Thì ngày hôm nay, vì những cái dấu lạ mà người ta mục kích, vì lời giảng dạy của Ngài như đấng có uy quyền, chúng ta nhớ lại trong mấy bài tin mừng trước, thì người ta bắt đầu đến với Chúa Giêsu và đến nhiều. Để rồi ngày hôm nay họ chứng minh cái đức tin mà họ tin nơi Đức Giêsu Kitô bằng việc rỡ mái nhà và thòng anh bất toại xuống trước mặt Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy cái đức tin của họ rất là tuyệt vời. Không phải chỉ vì Chúa Giêsu rao giảng, không phải chỉ vì mấy cái phép lạ mà Chúa Giêsu làm mấy hôm trước mà chúng ta nghe đọc, nhưng là lời của Chúa Giêsu giảng dạy và lời nói của Ngài là một đấng có uy quyền. Lời ấy có thể xua đuổi tất cả mọi cái, kể cả sự dữ đang bao bọc con người, kể cả tội lỗi đang khống chế con người, và kể cả những căn bệnh mà con người đang mang vác. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cầm vào tay bà nhạc ông Phêrô, nói một câu sốt biến hết. Cái sự đụng chạm của Chúa Giêsu tới với người bệnh và lời nói của Chúa Giêsu qua cái việc đụng chạm của Ngài có sức mạnh để chữa lành. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay họ minh chứng cái đức tin của họ. Việc thứ hai là chúng ta để ý cái câu nói của Chúa Giêsu, một câu nói tuyệt vời. Câu nói đầu tiên mà Chúa Giêsu nói với cái anh này này, cái anh bất toại này: Hỡi con, tội con được tha. Ở đây chúng ta nhận ra một cái dấu chỉ về ơn tha thứ mà Đức Giêsu Kitô dùng lời của mình để tha thứ cho những người tội lỗi. Thế nhưng những người biệt phái và luật sĩ lúc đấy họ không đồng ý cách này của Chúa Giêsu.
Họ cho rằng Chúa Giêsu nói phạm thượng. Và sau đó Chúa Giêsu mới nói câu thứ hai: tôi nói với các ông biết này, nói rằng tội con được tha dễ hơn hay là nói hãy trỗi dậy vác chõng mà đi. Chúa Giêsu muốn nói rằng hãy nói con trỗi dậy vác chõng mà đi dễ hơn nói tội con được tha. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu nói câu tội con được tha trước? Là để Chúa Giêsu minh chứng cái lời nói của Ngài có quyền tha tội và tẩy sạch toàn bộ những tội lỗi ở trong tâm khảm của con người, chưa cần Ngài đụng đến tâm hồn của họ. Ok, chúng ta nhận ra cái lời có mang sức mạnh đấy. Chỉ cần lời thôi, chỉ cần lời Ngài nói thôi, chưa cần Ngài đụng đến cái tâm khảm, đụng đến cái thâm sâu của tâm hồn mình, thì tội của con người đã được tha thứ. Và sau đó Ngài mới nói với anh bất toại kia: cha ta truyền cho con hãy trỗi dậy vác chõng mà về. Anh ta đứng dậy vác chõng. Như vậy để có thể chữa lành bệnh hoạn thân xác thì Chúa Giêsu phải chữa lành cái tâm hồn của anh ta trước. Chúa Giêsu phải làm cho tâm khảm của anh ta trở nên trong sạch để cha đón nhận ơn thánh của Chúa trước. Còn việc chữa lành thân xác tính sau. Như vậy Chúa Giêsu nói với người bất toại, nói với các luật sĩ và nói với chúng ta rằng việc trong sạch tâm hồn là cần thiết và quan trọng hơn. Và từ đó Ngài mới chữa lành thể xác. Như vậy cùng một trận ở nơi đây chúng ta thấy Chúa Giêsu làm hai việc trong một con người: chữa lành thể xác và chữa lành tâm hồn, làm cho họ trong sạch để họ tiếp nhận ơn thánh của Chúa. Và từ đó nhờ ơn thánh của Chúa, Ngài chữa lành về phần xác của anh ta để anh ta không còn bị bệnh bất toại. Tôi nói đến đấy và tôi dừng lại ở đây để rồi tôi mời gọi ông bà anh chị em. Điều đầu tiên chúng ta tới với Chúa Giêsu là để chúng ta xin Ngài chữa cho chúng ta đời sống thiêng liêng. Chỉ cần lời của Ngài thôi đủ rồi. Ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần trong bí tích hòa giải. Và như vậy khi nghe câu đấy, khi nhận được lời đấy thì tội của chúng ta đã được tha. Và cùng một chật sau khi tha tội về tâm hồn thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ chữa cả phần xác cho chúng ta. Mà đôi khi chúng ta không có nhận ra cái phần xác đấy, khi về chúng ta khỏe mạnh hơn, chúng ta bình an hơn trong cuộc sống của mình, chúng ta gặp người khác vui vẻ hơn, chúng ta thấy tâm hồn của mình khoan khoái, chúng ta thấy như mình có một sức bật mới. Đó là ơn mà Ngài ban kèm theo ơn của bí tích giải tội, ơn tha tội. Và không cần Ngài đụng đến chúng ta, chỉ cần lời là đủ. Nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ rằng ông bà anh chị em hạnh phúc hơn cái người bất toại này nhiều. Chúng ta hạnh phúc hơn ông ấy nhiều là bởi vì chúng ta còn được Đức Giêsu Kitô đụng đến tận tâm hồn của chúng ta bằng bí tích thánh thể. Khi chúng ta đón nhận bí tích thánh thể là chúng ta được chính Chúa Giêsu đến, không những Ngài nói mà Ngài còn đụng đến tận nỗi cái cõi thâm sâu của tâm hồn. Như thế thì không có lý do gì để bảo rằng Chúa không chữa lành cho mỗi người chúng ta, chữa lành cả tinh thần và thể xác, chữa lành cả tâm hồn và những bệnh hoạn mà chúng ta đang mang vác. Ngày hôm nay chỉ một lời nói thôi anh đã được tha tội, chỉ một lời nói thôi anh đã vác chõng về nhà. Còn chúng ta được Ngài đến tận nơi, vào trong tâm hồn của mỗi người, thế thì ông bà anh chị em còn đòi điều gì nữa? Tôi mời anh kia đi ra khỏi khuôn viên nhà xứ tôi đang làm lễ. Chỗ đây không phải là cái đường anh đi xuống. Vô khuôn viên nhà thờ không ngông nghênh như thế mà hút thuốc được.
Như thế chúng ta mới có cái sự an ủi và xác tín về điều mà Chúa Giêsu hiện diện ở nơi chúng ta, hiện diện trong tâm hồn chúng ta, trong bí tích thánh thể. Và như vậy giá trị của Chúa Giêsu mang ơn cứu độ và giá trị của thánh lễ khi chúng ta hiệp dân có bí tích thánh thể mang lại cho chúng ta sự bình an, cứu độ, chữa lành cả phần hồn và phần xác, thanh tẩy để chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền. Tôi dừng ở đây để tôi mời gọi mọi người cùng tôi đừng phí uổng đi thánh lễ mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta dâng khi chúng ta đón nhận bí tích thánh thể, mà cũng đừng uổng phí khi chúng ta không tới với Chúa Giêsu trong lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi chính Ngài nhờ lòng thương xót, nhân từ và yêu thương, Ngài đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta, hiện diện trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta được Ngài thánh hóa và ban ơn. Xin Đức Giêsu Kitô mãi mãi hiện diện nơi đây, trong cộng đoàn giáo xứ, trong từng tâm hồn của mỗi người. Đặc biệt mỗi ngày thứ sáu chúng ta tới với lòng thương xót Chúa, chúng ta không uổng công mà không ra về tay không, mà luôn đón nhận được dồi dào ơn thánh của Chúa cho tinh thần, cho thể xác, cho linh hồn, cũng như cho tất cả mỗi người chúng ta. Amen.